Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái thả lưới nổi bắt cá mương nhá. Chiều qua lúc tôi đi thả lưới ngăn 4 thì cá nó nhảy rất là nhiều. Nhưng mà lúc thả lưới ra thì nó chỉ đụng vào một tí thôi thì là nó lại ra mất, nên là hôm nay tôi đi thu cái lưới lưới than ba à lưới than hai để lại qua đêm, thì tiện thể sẽ đi thả luôn cái lưới này để bơi một lượt quay cho mọi người xem luôn nhé. Mọi người giải trí ngày cuối tuần, lưới này nó dài cho nên là tôi chỉ thả một đoạn thôi. Tôi sẽ bơi khoảng 100 mét thì là tôi sẽ thu lưới rồi để vào đi lấy cái lưới đánh chìm. Để xem là cái lưới đấy được nhiều cá hay không. Qua đêm thì chắc chắn là sẽ có cá, không vấn đề là nhiều hay ít thôi. Dưới này kiếm được rất nhiều cá rồi đấy mọi người. Chia cho mọi người ăn rất là nhiều rồi. Đấy là rất may mắn đấy. Vọng sáng nay cũng có ít cá cho mọi người xem nhé. Như mấy năm trước là vừa thả ra như này là đã có cá rồi đấy. Hôm nào mà được nhiều là thả phát là dính ngay. Thế thôi mọi người nha, để lại nha, tôi sẽ bơi ra luôn. Không biết đầu lưới đâu. Đây rồi, đầu lưới đây này mọi người này. Chúng tôi ta cứ kéo cái này rồi vét cá bên này. Qua cá quẫy nhiều lắm. Nhảy âm âm luôn. Trôi xuống từ từ thôi. Đấy, cá đấy. Dính rồi. Tí nữa gỡ luôn nha mọi người nha. Đấy. À, cá to này. Tôi chỉ bơi đoạn đây thôi vì tí nữa sẽ thu lưới. Thu lưới chìm. Đợt này nước lại cạn rồi. Ở đây cát bồi lấp lên ở đây có thể ui ra mất rồi à còn
đang còn nhiều lắm. Đấy. Bơi thả một đoạn này thôi. Thu lưới luôn. Vui không mọi người? Đấy, cá đấy. Đấy, bơi đến đây thôi mọi người nhá. Còn giữa lưới nhẹ thả đoạn nữa 100 mét. Cá đấy, cá bẫy trong lưới này, vui chưa? Đi này rất là thú vị đấy, ngày nghỉ cuối tuần đi đến vui ấy. Giải trí đủ bạn hàng xóm đi thì anh ấy bạn lên vườn mình đi chơi. Thank you.